Tử Quy. Chủ đề hạnh phúc nhân sinh giảng rõ về Đệ Tử Quy. Giám định lão pháp sư Tịnh Không. Chủ giảng Thái Lễ Húc. Giảng ngày 15 tháng 2 đến 23 tháng 2 2005. Giảng rõ về Đệ Tử Quy. Tập 2. Xin chào tất cả mọi người. Chúng ta phải chuẩn bị sức phán đoán chính xác thì mới có thể đưa ra chọn lựa. Có phải một con người khi sanh ra liền có thể biết phán đoán chăng? Cần phải thông qua học tập thì họ mới có thể hình thành được sức phán đoán, mới có thể đưa ra chọn lựa đúng. Sức phán đoán này phải được quyết định bởi lý trí và trí tuệ của họ. Họ mới có thể đưa ra phán đoán. Nếu như không có trí huệ, không có lý trí, có thể sẽ dùng ý thức để làm việc. Tục ngữ có câu hối hận không kịp. Hối hận đều là sau khi đưa ra chọn lựa sai, đưa ra phán đoán sai thì mới hối. Vì vậy, một người lúc nào thì cần phải đầy đủ lý trí. Khi nào? Lý trí phải học bao lâu? Sống đến già, học đến già. Nhưng lý trí phải xây dựng càng sớm càng tốt thì cuộc đời mới có thể đưa ra chọn lựa quan trọng đúng. Xin hỏi lý trí học ở đâu? Hiện nay rất nhiều người đọc nhiều sách. Họ có lý trí hay không? Hiện nay có một loại bệnh gọi là chứng trầm kha. Rất nhiều người bệnh trầm kha, họ xem không ít sách. Càng xem thì càng thế nào? Vì sao các vị biết hết vậy? Cho nên, vào thời đại này, ngay đến chọn sách cũng phải có sức phán đoán. Hiện tại tri thức bùng phát, rất nhiều trẻ nhỏ xem sách không đúng. Có đứa trẻ mới có 5-6 tuổi đi xem tâm lý học. Nó thường nói với mẹ mình: "Mẹ ơi, con muốn có một em trai." Thường nói với mẹ như vậy. Rốt cuộc sau khi xem sách tâm lý xong, lập tức nói với mẹ rằng: "Mẹ không được sanh em trai, vì nếu như mẹ sanh em rồi, mẹ sẽ không còn thương con nhiều nữa." Xem sách có tốt không? Hôm nay quý vị ra ngoài không nên nói: "Thầy Thái nói xem sách không tốt." Phải nói cho hết lời: "Xem đúng thì quá tốt, xem sai thì là ô nhiễm." Các bạn à, một ly nước trong bỏ vào một giọt mực, chỉ cần một giây. Xin hỏi cần phải bao nhiêu thời gian mới có thể phục hồi được trạng thái trong sạch như ban đầu? Có thể gấp 10 lần, 100 lần. Cho nên, nếu như tư tưởng của trẻ nhỏ bị ô nhiễm, quý vị phải tốn rất nhiều thời gian để thanh lọc nó. Tôi thường hay nói chuyện với các đồng sự. Những đồng sự đó nói những tiết mục tổng hợp thật cười dở bụng, cười đến nỗi lăn ra trên đất. Tôi liền nói với họ: "Tôi nói bạn thấy những người chủ trì đó đang bơi móc việc riêng của người khác, lấy người khác để làm trò cười. Bạn cảm thấy họ làm vậy có đúng không?" Họ nói: "Đương nhiên không đúng." Vậy bạn cảm thấy rất đáng cười khi bạn ở nơi đó cười, con cái ở bên cạnh cùng cười với bạn. Chúng có biết được đúng hay không đúng không? Chúng cảm thấy ba mình rất thích thú, làm như vậy là rất đúng. Cho nên trẻ nhỏ chính mắt thấy tai nghe lời nói kinh mạng đối với người khác,
đối với lời nói của người khác sẽ có khuynh hướng chiếm lợi ích, tùy tiện nói đùa. Ngay khi bạn phát hiện ra chúng nói chuyện không có mật thước, muốn kéo chúng quay lại thì sẽ rất mệt. Truyền hình cũng vậy, nội dung sách vở cũng như vậy. Gần đây có quyển sách bán rất chạy, tựa đề là Cha nghèo cha giàu. Chắc có người cũng đã xem qua. Có một phụ huynh sau khi xem xong rất vui mừng, chạy đến nói với tôi. Cô nói: Thầy Thái ơi, quyển sách này thật có hiệu quả. Nó có thể làm cho con gái lười biếng của tôi biến thành con gái siêng năng. Thuốc đặc trị này có hiệu quả không? Thật có hiệu quả. Cô nói với con gái: Con gái ơi, giúp mẹ lau nhà thì mẹ cho con 2 đồng. Giúp mẹ phơi quần áo thì mẹ cho con 2 đồng. Giúp mẹ rửa chén thì mẹ cho con 3 đồng. Con gái cô vốn dĩ lười biếng, đột nhiên biến thành người rất có tinh thần, gần như là không biết sợ khó khăn gì, bắt đầu làm việc. Vậy có hiệu quả hay không? Quý vị thấy thuốc đặc trị đều có hiệu quả. Bạn thấy cảm mạo chảy nước mũi, vừa chích thuốc vào, thuốc vừa uống vào 5 phút đến 10 phút sau liền thấy hiệu quả. Có hiệu quả không? Con người đương thời của chúng ta đều rất thích thuốc đặc hiệu. Cho nên quý vị thấy, vì sao có rất nhiều người bị một số thần bí gạt? Quan hệ vợ chồng họ không được tốt đã 10 năm, 20 năm rồi. Nhưng người này nói với họ, anh phải mau đốt giấy tiền vàng bạc, làm một số động tác nào đó, bảo đảm vợ chồng anh lập tức thay đổi tốt. Ai cũng rất mong muốn uống thuốc đặc trị, nhưng không hề nghĩ đến băng đã đóng 3 thước. Vậy có lý trí không? Vị phụ huynh này trải qua 1-2 tuần lại đến tìm tôi. Nét mặt của cô thật khó coi. Cô nói: Thầy Thái ơi, đã xảy ra vấn đề rồi. Tôi liền hỏi cô vấn đề gì. Cô nói: Hôm nay tôi nói với con gái tôi. Tôi nói: Con gái ơi, hôm nay mẹ rất mệt, con giúp mẹ phơi quần áo, mẹ sẽ cho con 2 đồng. Con gái cô ấy nói với mẹ rằng: Hôm nay con cũng rất mệt, con không muốn kiếm tiền nữa. Cô ấy đột nhiên cảm nhận rằng loại thuốc đặc trị này đã lộ ra tác dụng phụ rồi. Các bạn à, gia đình có phải là nơi để nói đến lợi ích không? Không phải. Quý vị đã đem chủ nghĩa công lợi đưa vào nơi ấm áp nhất, hài hòa nhất, đã bị chủ nghĩa công lợi làm cho thay đổi. Gia đình là nơi phải gánh vác, gia đình là nơi dạy cảm ơn, gia đình là nơi dạy nhận biết bổn phận, hiểu được dốc hết bổn phận, nơi biết được phải tận đạo hiếu. Cho nên chúng ta phải có lý trí phán đoán thì mới có thể ngăn ngừa những tri thức không chuẩn xác trong sách vở, mới có thể ngăn ngừa trẻ nhỏ bị những thứ ô nhiễm này. Được rồi, chúng ta trở lại xem rốt cuộc phải nên học những loại sách nào, những giáo huấn nào mới thật sự xây dựng lý trí. Tiến thêm một bước, chúng ta phải suy nghĩ đến vấn đề này. Có một nhà tâm lý học năm 40 tuổi đã viết một quyển sách, năm 60 tuổi là viết một quyển sách. Các bạn, quý vị muốn xem quyển sách nào? Ồ, 60 tuổi, tại sao vậy? Kinh nghiệm phong phú, kinh nghiệm có phần kinh nghiệm tốt,
cũng có phần kinh nghiệm xấu. Vậy kinh nghiệm xấu phong phú cũng phải học sao? Rất nhiều bạn bè đều nói cuộc đời họ có thể có trí huệ tương đối cao. Trong câu nói này có hai chữ mà chúng ta phải suy xét là có thể. Có phải là sống được càng già thì càng có trí huệ không? Không nhất định vậy. Xã hội là một cái lò ô nhuộm lớn. Các bạn à, người 20 tuổi đơn thuần hay là người 40 tuổi đơn thuần? Đơn thuần cách trí huệ gần hay là phức tạp cách trí huệ gần? Rất nhiều sự việc quý vị tưởng như đúng mà lại sai. Phải rõ ràng tường tận thì con dấu của quý vị mới có thể đóng đúng. Nếu đóng sai rồi, cuộc đời có thể là không quay đầu được. Cho nên phải hết sức cẩn thận. Nếu như quý vị tin tưởng họ, họ có thể nói đúng, quý vị đem cuộc đời của mình giao phó cho họ, thậm chí đem hạnh phúc của con bạn sau này giao cho họ. Như vậy quá nguy hiểm. Không thể nghe người nào đó nói là mình tin ngay, vì lời của họ nói vẫn không thể ứng chứng là trí huệ, vẫn không thể ứng chứng là chân lý. Văn hóa xưa đã trải qua mấy ngàn năm, nhân loại cùng đồng ứng chứng. Những gì nói ra đích thực đều là chân lý không hư dối. Trí huệ của Thánh Hiền là siêu việt cả thời gian cùng không gian. Chúng ta xem thử qua 4 đến 5 ngàn năm trước làm người phải tận hiếu, 4 đến 5 ngàn năm sau có cần phải hiếu không? Rất cần. Cho nên siêu việt thời gian. Người Trung Quốc cần phải hiếu, vậy người nước ngoài thì sao? Xin hỏi người nước ngoài nghe đến giáo dục hiếu đạo, nội tâm của họ sẽ như thế nào? Nhưng chi sơ tánh bổn thiện, họ nghe rồi sẽ rất hoan hỷ. Vì chúng ta ở Úc Châu thành lập lớp đệ tử quy, vì vậy chúng ta là một đất nước lễ giáo, cho nên người khách ngồi phía trước, chúng ta ngồi phía sau. Ngay trong lúc lên lớp, vì đệ tử quy có rất nhiều câu kinh đều là căn cứ vào đức hạnh của Thánh Hiền Nhân nói ra. Thí dụ nói: thần tức tỉnh, hồn tức định. Châu Văn Dương làm được rồi. Đông tức ôn, hạ tức thanh. Thì Hoàng Hương thời Đông Hán đã làm được. Cho nên mỗi lần trong lúc giảng kinh đều đem những câu chuyện này tường thuật lại rõ ràng. Chúng tôi ngồi ở phía sau đều nhìn thấy những người Úc Châu bản địa gật đầu lia lịa. Chúng tôi cũng rất hiếu kỳ, họ gật đầu như vậy là họ đang nghĩ việc gì. Khi học xong cùng nhau ngồi lại nói chuyện, những người bạn Úc Châu liền nói: làm người phải nên làm như thế, làm người phải nên như vậy. Cho nên tâm hiếu siêu vượt thời gian, siêu vượt không gian. Chân lý như vậy mới đáng được chúng ta dùng sinh mạng ngắn ngủi cố gắng mà truy cầu. Khi chúng ta thật sự có lý trí thì sẽ chọn lựa đúng. Các bạn à, trong sự chọn lựa có một chọn lựa quan trọng, đó là chọn lựa tư tưởng, quan niệm của bạn, trạch niệm.
Các bạn à, tư tưởng quan niệm hiện tại của quý vị thuộc vào trạng thái nào? Vì sao tư tưởng quan niệm quan trọng đến như vậy? Tư tưởng quyết định hành vi của quý vị. Hành vi quyết định tập quán của quý vị. Tập quán hình thành tính cách một con người. Tính cách quyết định vận mạng của một con người. Cho nên, con người có thể có hạnh phúc hay không? Từ chỗ nào thì có thể thấy được? Tư tưởng. Tôi thường hay hỏi bạn bè, bạn là con cháu của Diêm Hoàng, phải không? Sao không có âm thanh gì vậy? Các bạn à, quý vị không biết hiện tại mình đang ở ngay trong dạng tánh tông từ hay sao? Cho nên tất cả tổ tông đang chờ đáp án của quý vị. Họ đang sắp rơi lệ rồi. Các vị là con cháu Diêm Hoàng phải không? Vâng. Tốt lắm. Một đứa bé nếu như lớn lên từ nhỏ ở Hoa Kỳ, cha mẹ của chúng đều là người Trung Quốc. Sau khi lớn lên, chúng ta có thể bảo đảm máu huyết của chúng nhất định là máu huyết chánh thống của người Trung Quốc. Còn tư tưởng của chúng thì sao? Vậy thì tư tưởng quan trọng hay là huyết thống quan trọng? Huyết thống không thể ảnh hưởng cả đời của quý vị, nhưng tư tưởng sẽ ảnh hưởng từng lời nói, cử chỉ của quý vị. Cho nên, làm người chúng ta phải chú trọng đến thực chất, không thể xem trọng hình thức. Vậy bây giờ chúng ta kiểm điểm lại một chút. Tư tưởng của chúng ta là tư tưởng của con cháu Diêm Hoàng hay là tư tưởng của ai khác? Các bạn à, trong lòng quý vị có đáp án hay chưa? Xã hội hiện tại chúng ta thấy được rõ ràng, người với người xảy ra xung đột. Hiện tại cha con có xung đột hay không? Có. Lật tờ báo ra xem, có rất nhiều tình huống cha con xung đột, anh em xung đột. Rất nhiều pháp viện càng xây càng lớn. Vì sao vậy? Vì xung đột càng ngày càng nhiều. Họ không xử lý kịp nên càng xây càng to. Vợ chồng tỷ lệ ly hôn ngày càng tăng cao. Cho nên người với người xung đột, đoàn thể cùng đoàn thể, chúng ta xem thấy rất nhiều đoàn thể công kích lẫn nhau, phê phán lẫn nhau, xảy ra xung đột. Quốc gia với quốc gia thì sao? Ngày nay, vừa mở báo chí ra, nếu như quý vị không thấy có chiến tranh, quý vị sẽ cảm thấy rất vui mừng. Hầu như mỗi ngày đều có chiến tranh xảy ra. Các bạn à, những xung đột này là kết quả. Mỗi ngày chúng ta nhìn thấy những kết quả này, than thở thì có lợi ích gì không? Không ích gì. Nếu như toàn thế giới cũng giống như thửa ruộng, khi những cây lúa mọc lên, chúng sẽ lớn lên như thế nào? Siêu dẹo, nghiêng ngả. Quý vị có cần chửi rủa những cây lúa này hay không? Mắng chửi hết nửa ngày, nó có tốt được hay không? Không tốt lên được. Có thể sau khi mắng xong, nó lập tức liền chết đi. Người giác sợ nhân. Người giác ngộ sẽ tìm cho ra nguyên nhân. Người mê hoặc chỉ là lo sợ các kết quả đó. Khi chúng ta lo lắng sức khỏe của ta sẽ không tốt, lo lắng sau này con cái không hiếu thảo, lo lắng trước, lo lắng sau, không có chút nào lợi ích.
Nếu chúng ta tìm cho ra nguyên nhân xung đột giữa người với người, giữa quốc gia với quốc gia, phải bắt tay vào từ căn bản thì mới có thể giải quyết được vấn đề. Căn bản ở ngay tư tưởng. Vì tư tưởng của người hiện tại phổ biến đều là lấy mình làm trung tâm. Lấy mình làm trung tâm, việc thứ nhất là nghĩ đến ai? Chính mình. Cho nên sẽ tổn người lợi mình. Cạnh tranh lên cao thì biến thành cái gì? Đấu tranh. Đấu tranh lại nâng lên cao thì chiến tranh. Chiến tranh nâng lên cao nữa thì là ngày tàn. Các bạn à, hiện nay quý vị thấy chiến tranh, có thể đứng ở trung gian nói không được đánh nhau nữa, có thể giải quyết được không? Vì sao có chiến tranh? Căn nguyên ở chỗ nào? Tư tưởng, thái độ của con người liền sẽ kéo theo hành vi của họ. Lấy mình làm trung tâm, các vị có thể là nghe không được tường tận. Tôi dùng một so sánh tương đối dễ hiểu hơn để các vị thấy. Thí dụ về tự tư. Hiện tại quý vị lấy được một kẹo sô-cô-la thật ngon, người đầu tiên quý vị nghĩ đến là ai? Vừa rồi chúng ta mới nói làm người phải thành tín. Người đầu tiên nghĩ đến là ai? Tốt. Có lần trong lúc giảng dạy, tôi hỏi thì có ba đáp án. Có một người thanh niên khoảng 30 tuổi ngồi ở hàng ghế đầu. Anh ấy nói ăn liền. Anh ấy rất là thành thật. Ở hai hàng ghế sau thì có một cô khoảng 40 mấy tuổi. Cô ấy nói để cho con cái ăn. Ở hàng ghế sau có một vị phụ huynh khoảng 60-70 tuổi. Ông nói dâng lên cho cha mẹ ăn trước. Các bạn, người nào là có hàm dưỡng văn hóa? Ai? 30 mấy tuổi, 40 mấy tuổi hay là 60 mấy tuổi? 60 mấy tuổi à? Có thể người 60 mấy tuổi đó là người không biết chữ. Người 30 mấy tuổi có thể là người tốt nghiệp đại học. Cho nên, học lực cao không thể nói họ có văn hóa, không thể nói họ hiểu được cách làm người. Tôi thường hay hỏi các bạn nhỏ, tôi nói tốt nghiệp đại học có văn hóa hay không? Chúng lập tức nói có. Tôi hỏi bất hiếu với cha mẹ thì có văn hóa hay không? Chúng liền nói không có. Tôi nói tốt nghiệp đại học mà bất hiếu với cha mẹ có văn hóa hay không? Chúng không thể trả lời được. Đã bị tôi gạt rồi. Cho nên, nhận biết của con người sai lầm. Thực sự có hàm dưỡng đạo đức, văn hóa, thì ngay trong khoảng một niệm của quý vị liền thấy được. 30 mấy tuổi, niệm đầu tiên là nghĩ đến chính mình, cho nên tự tư. 40 mấy tuổi thì nghĩ đến con, có đúng không? Người đương thời thẳng thắn mà nói là đúng. Nếu quý vị quay ngược về 200 năm trước, nếu làm vậy, quý vị sẽ bị người ta cười. Người ta cảm thấy quý vị không có trí huệ. Vì khi quý vị có được đồ ăn ngon mà đưa cho đứa con trước, thì quý vị đã cho con mình một điển phạm sai lầm. Chúng sẽ nghĩ đến ai là người quan trọng nhất. Ta là người quan trọng nhất. Quý vị đang nuôi lớn lòng tự tư của chúng. Nhưng nếu như cục kẹo sô-cô-la này mang đến cho ông bà, đứa nhỏ ở bên cạnh xem thấy ông bà mỉm cười thật tươi, chúng sẽ rất cảm động. Như vậy, quý vị đã trồng cho chúng cái đạo làm người rồi. Cho nên từ sự việc này, chúng ta cũng cố gắng bình lặng suy xét. Nếu như chúng ta nhiều tự tư,
vậy thì không phải là con cháu của Diêm Hoàng. Nhiều tự tư là chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản cùng chủ nghĩa công lợi. Các bạn à, hiện nay người bị ảnh hưởng chủ nghĩa công lợi chiếm nhiều không? Số lượng này vẫn không ngừng thêm lớn. Các bạn à, có nên tiếp tục tăng thêm không? Nếu như tiếp tục tăng thêm, những diễn biến này sẽ dẫn đến như thế nào? Tiếp tục diễn biến có thể dừng lại không? Không thể nào. Cho nên giải quyết căn bản phải bắt đầu từ đâu? Từ tư tưởng của con người. Chúng ta thường hay nói, chiến tranh có thể không đến thân ta. Ngày tàn ta cũng không nhất định nhìn thấy. Rất nhiều người có cách nghĩ đối với ngày tàn như thế nào? Cảm giác có thể là mấy quả bom hạt nhân phát nổ, địa cầu hủy diệt, gọi là ngày tàn. Kỳ thực, tục ngữ thường hay nói, sống không bằng chết, càng thống khổ. Đời sống như thế nào khiến cho quý vị sống không bằng chết? Quý vị có kinh nghiệm này không? Xem ra thì không có. Vậy thì các vị đều rất có phước báo. Nhiều người có con ở bên ngoài, mỗi ngày làm sằng lập bậy. Phụ huynh đó mỗi ngày lo lắng không an. Đúng là đau khổ sống không bằng chết. Ngay khi đạo đức suy đồi, đó là ngày tàn thật sự đã đến. Ở Tứ Xuyên, có một đứa bé 13 tuổi nấu cơm cho cha mẹ ăn. Cha của chú ăn xong thì liền chết ngay. Nhà rất nghèo, không có tiền để làm khám nghiệm, cho nên đem chôn liền. Qua một thời gian, chú nấu cơm cho mẹ chú ăn. Mẹ chú ăn xong cũng chết, cũng an táng chung với cha của chú. Chú bái tế cho cha mẹ. Bái tế xong không đợi lâu, lập tức đem cơm và thức ăn đổ vào trong thùng rác. Thím của chú sau khi nhìn thấy, trong lòng khởi lên nghi hoặc. Đứa nhỏ này vì sao đối với cha mẹ không có tâm cung kính gì hết? Rốt cuộc đứa nhỏ này đi đến nói với thím rằng cha mẹ của con có mua bảo hiểm phải không? Thím của chú nghe xong rất cảnh giác, lập tức báo cảnh sát xử lý. Kết quả điều tra đích thực, chính tay chú ấy giết chết cha mẹ. Vì cái gì? Phí bảo hiểm đó chỉ có 10.000 nhân dân tệ, không nhiều. Giết chết đi hai mạng người. Đây không phải là sinh mạng bình thường, mà là cha mẹ của chú ấy. Vì sao chú ấy muốn lấy phí bảo hiểm? Vì muốn đi mua một cái điện thoại. Các bạn à, sức mạnh của dục vọng có mạnh không? Rất mạnh, khiến cho tâm trí mê muội. Cho nên chúng ta dạy con cái là dạy thêm lớn dục vọng của chúng hay là thêm lớn đức hạnh của chúng? Điều này khác biệt rất lớn. Nếu như quý vị dạy bảo đứa bé hiểu được hiếu đạo, hiểu được dốc hết bổn phận, chúng đi học là loại trách nhiệm của chúng. Chúng đi học sẽ không làm cho cha mẹ có cảm giác lo lắng. Đó là nuôi lớn đức hạnh của chúng. Nếu như chúng đi học, quý vị nói hôm nay thi phải được hạng 3, sẽ dẫn con đi ăn kem. Lên được trung học rồi, bạn nói thi được hạng 3, cho con một máy chụp hình kỹ thuật số. Thi đậu đại học,
Quý vị nói, nếu con thi đậu đại học, sẽ cho con một máy vi tính. Ngay khi chúng ta dạy bảo đứa bé như vậy là đang nuôi lớn cho chúng cái gì vậy? Dục vọng. Chúng không xem thấy được bổn phận. Chúng muốn là dục vọng của chúng. Cho nên, có một đứa nhỏ thi lên trung học, thi đậu rồi, liền nói với cha mẹ của chúng là: cha mẹ ơi, cha mẹ phải mua cho con mấy bộ quần áo hàng hiệu. Cha mẹ chúng rất buồn bực, hỏi tại sao vậy? Nó nói bởi vì con thi đậu trung học rồi, cha mẹ đã đỡ tốn phí trợ cấp rất nhiều. Vì nó thi đậu trung học, thì cha mẹ nó không cần phải mua cho nó một cái bằng trung học. Cho nên nó cảm thấy nó rất có công, giúp cha mẹ đỡ tốn rất nhiều tiền. Vì vậy, cha mẹ phải đền đáp nó, mua cho nó mấy bộ quần áo hàng hiệu. Cha mẹ của nó sau khi nghe xong, trong lòng cảm thấy thế nào? Cũng giống như phản ứng của các vị đây. Cứ lắc đầu. Sớm biết có ngày hôm nay. Vì sao đứa nhỏ có thái độ này? Dùng vật chất thúc đẩy đứa nhỏ để dạy đứa nhỏ. Dùng vật chất quá thì sẽ rất tự tư. Cho nên chúng ta không muốn đạo đức suy đồi thì phải nên bắt đầu làm từ chính mình. Rất nhiều người đều sẽ cảm thấy xã hội hiện tại đều biến đổi như vậy. Ta làm thế nào có thể cũng chẳng có hiệu quả. Rất nhiều người đều sẽ nghĩ như vậy. Xin hỏi ý niệm của chúng ta như vậy có giúp ích gì đối với gia đình, đối với xã hội hay không? Không có. Cách nghĩ như vậy có lý trí không? Không có lý trí. Chúng ta không nên xem nhẹ sức mạnh của chính mình. Đức hạnh chân thật, tâm chân thành của một người có thể làm thức tỉnh bản tánh lương thiện của người chung quanh. Vua Thuấn thời xưa làm người rất hiếu thảo. Một mình ông ấy hiếu thảo tu dưỡng rất tốt. Tuy cha mẹ đối với ông ấy rất tệ bạc, thế nhưng ông vẫn cứ tận hết hiếu đạo của mình. Vì ông biết được cha mẹ ghét, hiếu mới tốt. Đối với cha mẹ không phải là giao dịch. Không thể nói hôm nay cha mẹ đối với ta không tốt thì ta đối với họ cũng không tốt. Chúng ta phải từng giờ, từng phút ghi nhớ ân đức dưỡng dục của cha mẹ. Phải nên hồi đáp, chứ không nên mong muốn cha mẹ phải đối tốt với ta. Bởi vì hiếu thảo là bổn phận của con người. Vì ông có thái độ như vậy, cho nên sự hiếu thảo đối với cha mẹ ông đã làm thay đổi gia đình ông. Vì ông tu thân, cho nên có thể tề gia. Vì đức hạnh của ông khiến cho người trong làng xóm thấy, rồi đều rất cảm động, đều muốn làm theo ông. Thậm chí đều hy vọng làm người trong nước của ông. Cho nên ông liền tề gia trị quốc. Vị quốc vương lúc đó là vua Nghêu, nhìn thấy cũng rất cảm động, cảm thấy đem thiên hạ giao cho người như thế này thì nhân dân mới có được hạnh phúc. Cho nên ông tiến thêm một bước trị quốc bình thiên hạ. Các bạn à, khi chúng ta thật sự tu dưỡng thân tâm, liền có thể đối với gia đình xã hội sanh ra sức mạnh rất lớn. Singapore có hai quốc bảo. Một người là thủ tướng tiền nhiệm của họ, Lý Quang Diệu. Ngoài ra, một vị nữ sĩ gọi là Hứa Triết. Bà đã 106 tuổi.
Bà rất có lòng thương yêu đối với người, cũng rất là hiếu thảo đối với cha mẹ. Một mình bà chăm sóc cho 20-30 người già. Những người già này đều trẻ hơn bà 20-30 tuổi, cũng đều 70-80 tuổi. Bà vẫn chăm sóc cho họ. Lòng yêu thương của bà như vậy đã cảm động người Singapore. Không chỉ cảm động người Singapore mà đã cảm động ngàn vạn người trên toàn thế giới. Cho nên, kỳ thực muốn đối với xã hội, thế giới có sự cống hiến không hề khó khăn như trong sự tưởng tượng của chúng ta. Chỉ cần cố gắng nâng cao tu dưỡng phẩm đức của chính mình. Cho nên, Lão Tổ Tông dạy chúng ta quốc gia hưng vong, thái độ này rất quan trọng. Khi người có thái độ như vậy càng ngày càng nhiều, thì xã hội liền có sự thay đổi tốt hơn. Vậy chuyển đổi từ chỗ nào? Vào thập niên 70, có một nhà đại triết học người Anh là giáo thọ Thang Ân Tỷ. Ông đã từng nói qua mấy câu. Ông nói, muốn giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21, chỉ có học thuyết, là học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa. Lời nói này thật có đạo lý, không phải là người Trung Quốc nói. Xin hỏi học thuyết Khổng Mạnh ở đâu? Ở Trung Quốc. Có chắc không? Quý vị xem Trung Quốc là một nước lễ giáo. Hiện nay quý vị thấy người với người khi gặp mặt nhau có còn rất khách sáo mà cúi đầu nói chào bạn không? Ở đâu nhìn thấy việc này? Ở Nhật Bản. Tại sao đáp án thay đổi vậy? Ở Hàn Quốc. Cho nên tôi rất lo lắng một việc. Có thể sau 50 năm Pháp Đình Quốc tế sẽ phải đưa ra một phán quyết. Khổng Phu Tử là Lão Tổ Tông người Hàn Quốc hay là Lão Tổ Tông của người Trung Quốc? Các bạn à, kết quả sẽ như thế nào? Vị Pháp Quan sẽ nói, phải trọng thực chất, không trọng hình thức. Nào bây giờ chúng ta cùng xem, người Hàn Quốc thực hiện lời giáo huấn của Khổng Lão Phu Tử hay là người Trung Quốc? Đến lúc đó chúng ta muốn khóc cũng khóc không được. Nên gọi là biết liêm sĩ là dũng vậy. Chúng ta phải trân trọng có được tổ tông tốt như vậy, trân trọng giáo huấn của họ, phải đem nó cải đổi lại. Vì sao giáo thọ Thang Ân Tỷ lại nói như vậy? Năm 1988, có 75 nhà nghiên cứu đưa ra lời phát biểu ở hội nghị Paris. Trong nội dung có nhắc đến, nhân loại của thế kỷ 21 muốn tồn tại, nếu muốn tiếp tục sinh tồn thì phải quay lại 2000 năm trước, hấp thu trí huệ của Khổng Lão Phu Tử. Các bạn à, như thế nào thì nhận được giải Nobel? Đều là những người xuất sắc của mỗi nghề nghiệp. Vì sao họ khác miệng đồng lời, thể hội đến vấn đề xã hội ở tương lai, nhất định phải là học thuyết Khổng Mạnh giải quyết? Kỳ thực, những đạo lý này, chúng ta chỉ cần bình lặng lại thì đều có thể suy nghĩ ra được. Chúng ta cùng nhau phân tích một chút. Nòng cốt của học thuyết Khổng Mạnh ở chỗ nào? Là nhân ái. Nòng cốt của Phật Pháp Đại Thừa ở chỗ nào? Là từ bi. Kỳ thực, thánh giả của phương Tây cũng nêu ra giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21. Thánh giả của phương Tây, Thượng Đế, Giê-xu, vậy cái gì?
là bác ái. Tuy đã dạy rồi, thế nhưng hiện tại vì sao vẫn phải nếm quả ác? Vì không nghe lời người xưa nói thì chịu thiệt ở ngay trước mắt. Cho nên tư tưởng quan niệm của con người hướng đến giáo huấn của Thánh Hiền, vấn đề liền bắt đầu chuyện tốt. Chúng ta cùng xem, giữ tâm nhân ái, hiểu được giúp đỡ lẫn nhau, lại nâng lên thương yêu lẫn nhau, liền có thể sáng tạo thế giới đại đồng. Các bạn à, thế giới đại đồng không phải là treo ở trên tường cao. Chúng ta cùng nhau suy xét, khi một người có lòng hiếu thảo, hiếu tâm đích thực có ngay trong lòng họ, khi họ nhìn thấy cha mẹ của người khác, họ có cung kính hay không? Có. Cho nên trong Hiếu Kinh có nhắc đến giáo dĩ hiếu, sở dĩ kính thiên hạ chi di nhân phụ giả giả. Quý vị làm cho một người thật sự có hiếu tâm, họ đối với tất cả những người làm cha mẹ đều sẽ cung kính. Chúng ta thử nghĩ xem, ngày nay bạn có hiếu tâm, ngồi xe công cộng thấy một cụ già đi lên, bạn có thể ngồi chỗ đó không? Có không? Bạn lập tức sẽ nghĩ đến phải mau đứng dậy, đó là trưởng bối của ta, hàng cha mẹ ta, rất cung kính mà nhường chỗ cho bà ấy ngồi. Khi bạn thấy những trưởng bối này đi trên đường, qua đường rất nguy hiểm, tin tưởng bạn sẽ lập tức tự nhiên đến để dìu đỡ họ. Tin tưởng người này có tâm và lòng nhân từ, tự nhiên liền giúp đỡ người khác, thương yêu người khác. Cho nên, khi chúng ta xem trọng đức hạnh của mỗi người, xem trọng đức hạnh của trẻ nhỏ, thì toàn thể xã hội dần dần sẽ hiện ra bầu không khí hài hòa. Cho nên, là ngày tàn hay là thế giới đại đồng, xem ra rất phức tạp. Nhưng quý vị vẫn có thể tìm ra được mạng mạch chủ yếu của nó. Căn bản ở đâu? Trong khoảng một niệm. Hiện nay trên thị trường thường nói đến quy hoạch đời sống. Các bạn làm thế nào kinh doanh cuộc đời của quý vị? Quý vị hy vọng con mình kinh doanh cuộc đời của nó như thế nào? Khi trẻ nhỏ tự tư, khi trẻ nhỏ chú trọng hưởng thụ vật chất, chúng sẽ đi đến đời sống như thế nào? Chúng ta cùng nhau phân tích một chút. Lúc nhỏ thì rất an vui, muốn chơi thứ gì thì để cho chúng chơi, muốn ăn thứ gì thì đều cho chúng ăn, thuận theo cá tánh của chúng mà phát triển. Thuận theo cá tánh, các bạn à, là thuận theo cá tánh nào vậy? Con người thích phóng túng, lười lao nhọc, cậu bất giáo tính nải thiên, rất nhiều tập tánh liền lộ rõ ra. Cho nên người lớn đối với vấn đề này phải rất là tường tận. Do đó rất chú trọng giáo dục trẻ nhỏ, không để tăng trưởng những tập tính của chúng. Vì nếu như chúng xa xỉ, chúng lười biếng, không cung kính, xin hỏi cả đời sẽ như thế nào? Cả đời kinh doanh có được tốt không? Không thể nào. Thế nhưng những tập quán này trở thành thói quen rồi, nếu muốn đem nó chuyển đổi lại sẽ rất khó. Từ kiệm mà giàu xa xỉ thì dễ, từ xa xỉ
mà vào kiệm thì khó. Bạn làm cho chúng lúc nhỏ rất hạnh phúc an vui, muốn thứ gì thì có thứ đó. Đợi đến lúc chúng tiêu tiền quen rồi thì rất khó sửa. Cho nên chúng ta cùng xem hiện tại, những người thiếu niên 10, 20 tuổi đều vẫn chưa bước ra xã hội, nhưng tiêu tiền còn nhiều hơn người kiếm tiền. Thẻ tín dụng có mấy tấm? Việc này tôi không có kinh nghiệm. Các vị cho tôi một số tư liệu. Làm đến mấy tấm? Tấm này xài hết rồi thì xài đến tấm khác. Người xưa cảm thấy thiếu tiền người ta là rất xấu hổ. Còn người thanh niên hiện nay nghĩ ra hết cách xài trước rồi tính sau. Cho nên rất nhiều người trẻ tuổi vẫn chưa bước vào xã hội nhưng đã đem tín dụng xã hội phá hoại, làm hỏng hết. Vì vậy chúng rất xa xỉ, cả đời phải trở thành nô lệ của vật chất. Sao quý vị biết? Đúng là có trí huệ. Cho nên mục tiêu nỗ lực của chúng không phải là để hiếu thảo cha mẹ, không phải gì để chăm sóc vợ con, mà là muốn thỏa mãn dục vọng vật chất của chúng. Kỳ thực con người một ngày phải tốn tiền ăn cơm, quần áo, có nhiều không? Không phải nhiều. Thế nhưng chỉ cần tiêm nhiễm phải khí chất hoang phí thì sẽ không cưỡng lại được mê hoặc. Vì phải hoàn trả tiền nên chúng cần phải rất nỗ lực, phải đi đánh bại người khác. Ngay trong công việc có thể là tổn người để lợi mình. Nhìn thấy người đều cảm thấy là kẻ địch, là đối thủ. Cho nên sống như trong ở chiến trường. Tuổi già của họ thì sao? Bạn thấy chúng ta đều rất ngưỡng mộ. Phương Tây có phúc lợi người già, rất ngưỡng mộ. Thế nhưng chúng ta cần phải hiểu rõ, những người già này ở trong đó tuy là không lo về ăn mặc, thế nhưng đời sống tinh thần của họ rất thiếu kém. Hôm nào con cái đến thăm họ, họ sẽ vui mừng đến vài ngày, nói với các bạn bè khác là con trai tôi vẫn chưa quên tôi. Câu nói này nghe như họ cảm thấy rất vui mừng, nhưng bạn cảm thấy chua xót. Con người thật sự cảm thấy có phước báo thì hưởng vào lúc nào vậy? Là tuổi già. Nếu như đời sống tinh thần thiếu kém như vậy, cuộc đời này bạn cũng sẽ không cảm thấy hạnh phúc. Vậy nên quy hoạch đời sống như thế nào mới là chính xác? Chúng ta cùng nhau xem. Nếu như một đứa bé từ nhỏ có lòng nhân ái, nó đang vì chính mình tích phước, bồi phước. Cho nên từ nhỏ phải tích phước, bồi phước. Lúc trẻ vì có đức hạnh, có trí huệ, cho nên phải tạo phước. Ở tuổi già thì hưởng phước, lúc đó mới là phước chân thật. Chúng ta cùng nhau xem tại vì sao từ nhỏ có thể bồi phước. Quý vị không nên xem chúng tuổi nhỏ như vậy thì có thể bồi được phước gì. Tục ngữ thường nói phước điền tâm canh. Ngay khi còn là một đứa bé, từ nhỏ mỗi niệm chúng đều sẽ vì người mà lo nghĩ, luôn quan tâm đến người. Tâm này của chúng đã vì cả cuộc đời của chúng bồi dưỡng ra rất nhiều phước điền. Chúng có thái độ như vậy
những điều học được chúng nhất định sẽ dâng hiến cho xã hội, vì xã hội tạo phước, tuổi già chắc chắn hưởng phước. Tốt rồi, buổi học của chúng ta hôm nay đến đây tạm dừng. Cảm ơn mọi người. A-di-đà Phật.